Hôm nay, ông Nguyễn Thương, trưởng ban quản lý đình Đồng Hải, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, cùng các bậc cao niên trong các họ tộc làng Đồng Hải xưa đang sắp đặt, dọn dẹp hương án, bàn thờ trong đình. Được sự nhất trí của lãnh đạo phường, ngành chức năng của thành phố Đồng Hới, làng tổ chức lễ hội Xuân Thủ Kỳ Yên. Đây là một trong ba hoạt động lễ hội lớn mà ngày trước dân làng Đồng Hải thường tổ chức. Đó là lễ hội Xuân Thủ Kỳ Yên, lễ hội cầu mùa và hội bơi trải lục niên cảnh đồ. Bây giờ, cơ cấu kinh tế, lao động, việc làm của phường Hải Thành đã chuyển dịch theo hướng tăng trưởng mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch. Con em làng Đồng Hải, nhiều người không còn theo nghề đi biển. Thế nhưng, mỗi khi làng tổ chức các lễ hội mang tính truyền thống, đậm đà bản sắc của những ngư dân vai rồng, ngược trần, ăn sóng nói gió, gắn bó cả cuộc đời với biển khơi. Mỗi khi tiếng trống hồi vang lên từ sân đình, ấy cũng là lúc những nét đẹp, những giá trị tiềm ẩn trong phong tục, tinh thần, văn hóa của cư dân ven biển miền Trung lại được đánh thức, dạt dào cảm xúc trong trái tim của mỗi người dân Đồng Hải. Bản thân tôi cũng phải từ xây dựng, vận động xây dựng lên được cái đình đi rồi, chưa có lễ hội chứ rồi chúng tôi rất phấn khởi và cũng tấm đắc và nhiệt tình để làm với mục đích là lễ hội để giáo dục cho các thế hệ con cháu mai sau lớn lên rồi biết trước đây là những cái lễ hội đấy của ông cha mình đã làm được, là Xuân Thủ Kỳ Yên hay là lễ hội cầu ngư hay là lễ hội là lục niên cảnh đồ. Lễ hội Xuân Thủ Kỳ Yên của người Đồng Hải xưa được tổ chức vào đầu xuân nhằm mục đích tưởng nhớ các bậc tiên liệt có công lập làng, tưởng nhớ những con người vì mưu sinh mà bỏ mình giữa chốn trùng khơi, đồng thời cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, ngư dân gặp nhiều may mắn. Việc khôi phục và duy trì các lễ hội gắn với tập quán sinh hoạt và sản xuất của cư dân Vàn Chài như lễ hội Xuân Thủ Kỳ Yên, người Đồng Hải, Hải Thành hôm nay mong muốn tiếp nối nét sinh hoạt văn hóa, tâm linh tốt đẹp ấy, đồng thời góp phần lưu giữ vốn văn nghệ dân gian của cha ông để lại. Trong không gian lễ hội vừa sôi động vừa lắng sâu, đưa con người theo muôn nẻo suy tư trở về nguồn cội, người Đồng Hải đã biết gắn kết hồn cốt của tâm thức tổ tiên, dòng họ, cộng đồng làng xã, hòa chung trong những giá trị tinh thần thiêng liêng của quê hương đất nước. Có lẽ vì thế, trong tất cả các lễ hội được tổ chức, người Đồng Hải, Hải Thành bao giờ cũng trang trọng đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ. Lòng biết ơn các bậc liệt tổ, liệt tông có công mở đất, lập làng, tạo nghề, dựng nghiệp cho con cháu đã hòa vào niềm thành kính, ghi công các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho cuộc sống hạnh phúc, thanh bình hôm nay. Trong cuộc chiến tranh, chống Pháp và chống Mỹ rất là gian khổ, vì thế cho nên làng Đồng Hải chúng tôi giữ lấy cội nguồn. Hàng năm như vậy, chúng tôi vẫn tổ chức cái lễ hội để thứ nhất là cầu an, làm cho dân làng cơm no áo ấm, đánh cá được nhiều, một cuộc sống đầy đủ. Sử làng chép lại rằng, làng Đồng Hải xưa gồm 4 xóm, tòa lạc ở vị trí bây giờ là phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới. Ban đầu, những Vằn Chài từ Thanh Hóa vào đã định cư ven sông Nhật Lệ, lập nên xóm câu làng Đồng Hải. Cùng với thời gian giao thương, sản xuất phát triển, người Đồng Hải lập thêm xóm phố chuyên buôn bán, xóm nài chuyên nghề nông. Trong thời kỳ đô hộ của thực dân Pháp, để phục vụ cho bộ máy cai trị, chúng đã đuổi một số hộ dân trong làng Đồng Hải, chiếm đất xây dựng công sở. Những hộ dân ấy đã bị đẩy ra sinh sống trên vùng đất cát sát cửa sông Nhật Lệ, hình thành nên xóm cửa. Sau này, dân làng Phú Mỹ, Xuân Hồi chuyên sống trên thuyền câu, thuyền rớ, cũng theo nhau về xóm cửa làm nhà ở.
khi thị xã Đồng Hới thành lập năm 1939, xóm cửa đổi thành thôn Đồng Thành, có trùng xóm nằm dưới sự điều hành của trưởng làng Đồng Hải. Xóm phố, xóm câu là nơi tập trung nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu của làng Đồng Hải. Nằm ở khoảng đất bao bọc bởi đường Mẹ Suốt, đường Quách Xuân Kỳ và đường Cô Tám hiện nay, trước đây là vị trí của đình làng. Ngôi đình gồm 5 tan, 6 phải, 2 trái, kết cấu toàn bộ bằng gỗ lim, chạm trổ tinh xảo. Trước đình là hai cột trụ biểu cao to, phía trên trụ có hai con kỳ lân chầu vào. Bị san phẳng hoàn toàn do bom đạn của giặc Mỹ, song các di vật cũng như hình ảnh còn lưu giữ được luôn gợi nhớ trong tâm thức của người dân quê gốc Đồng Hải về một ngôi đình bề thế to đẹp nhất nhì tỉnh Quảng Bình, nơi diễn ra các lễ hội của làng, chứng kiến bao thăng trầm của làng trong dòng chảy của lịch sử. Sau khi làng bị bom Mỹ hủy diệt, ngư dân Đồng Hải sơ tán qua Bảo Ninh để bám biển sản xuất. Năm 1969, theo chủ trương của thị ủy Đồng Hới lúc bấy giờ, ngư dân Đồng Hải ra khu vực phía nam triền lũy thầy cạnh thôn Đồng Thành lập nên quê mới. Năm 1970, thôn mới Đồng Hải hợp nhất với thôn Đồng Thành để hình thành nên tiểu khu Hải Thành trực thuộc Ủy ban Hành chính thị xã Đồng Hới. Làng bị bom đạn, kẻ thù xóa sổ, nhưng hồn làng không bao giờ mất. Trên quê mới Hải Thành, người làng Đồng Hải đã đồng tâm hiệp lực dựng nên ngôi đình mới. Người gốc gác Đồng Hải ở phương xa có ngôi đình làm nơi bài phòng. Ngư dân Đồng Hải giữa biển khơi có ngôi đình làm điểm tựa tinh thần, tìm nguồn sáng ngọn hải đăng trên lũy thầy mà định hướng đường về. Đình mới Đồng Hải trên quê hương Hải Thành, dẫu không bề thế như đình làng xưa, thì đình vẫn là biểu trưng cho sức mạnh cố kết cộng đồng của người Đồng Hải. Tại đình Đồng Hải hiện có bia ghi danh 91 liệt sĩ của làng Đồng Hải, gồm 24 liệt sĩ chống Pháp, 61 liệt sĩ chống Mỹ, 6 liệt sĩ thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975 và 18 liệt sĩ các nơi khác đang được thờ cúng tại đình. Không chỉ tổ chức các lễ hội dân gian truyền thống, đình Đồng Hải còn là nơi tổ chức tri ân, báo ân, cầu siêu cho vong linh các anh hùng liệt sĩ. Uống nước nhớ nguồn, đó là đạo nghĩa của người dân Đồng Hải, Hải Thành. Trân trọng gìn giữ những giá trị tinh thần mà cha ông để lại. Đó là nguồn cội sức mạnh để người dân quê biển Đồng Hải, Hải Thành thêm vững tin bám biển. Lễ hội này mọi người dân, đa số mà dân biển ở đấy là mọi người thấy nó là hoàn toàn là nhất trí với phương xã tổ chức ra mình trong lễ này. Cho nên trong phần chỉnh theo lương tâm của tôi thì càng ứng thêm nữa để mà phấn đấu ngoài biển. Bởi vì là cái nghề ông cha mình là nghề ở biển để lại, nhưng sao theo cái lối sống của ông cha mình nghề từ xưa để lại, cho nên là con cháu vừa đi là học tiếp để mà bám biển. Dân làng Đồng Hải và phường Hải Thành nói chung tổ chức một cái lễ xuân thu kỳ như thế này, mục đích để giáo dục cho con cháu và mai sau nó phát huy được cái truyền thống và hiểu biết được thì lễ hội của dân làng mình, từ đó mà phát huy được cái khả năng bám biển, bảo vệ cái nghề nghiệp truyền thống của cha ông và bảo vệ cái vùng trời vùng biển của đất nước chúng ta. Phát huy truyền thống của ngư dân Đồng Hải, Đồng Thành trong hai cuộc kháng chiến, bám biển để sản xuất, bám thuyền để chiến đấu. Người Hải Thành hôm nay vẫn mằn mòi thủy chung với nghề đi biển. Duy trì ổn định số tàu thuyền đánh bắt hải sản hiện có, ngư dân Hải Thành đã mạnh dạn đầu tư chiều sâu, trang bị các phương tiện liên lạc hàng hải, phương tiện dò cá hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất trên biển. Những con tàu của Hải Thành vì thế ngày đêm góp mặt cùng với các đội tàu cá của Bảo Ninh, Quang Phú, Đức Trạch, Cảnh Dương tiếp tục vươn khơi bám biển dài ngày vì những mùa cá bội thu, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dẫu làm nghề gì để sinh nhai, thì nhịp sống của Hải Thành hôm nay vẫn gắn chặt với biển. Sóng biển ầm ào theo những con thuyền cập bến tôm cá đầy khoang. Hương vị đậm đà, dân dã không thể lẫn vào đâu từ những sản vật của biển thoảng trong không gian trên đường phố với những dãy nhà cao tầng từng ngày mọc lên giữa những con hẻm nhỏ xinh của phố thị du lịch Hải Thành. Tập quán, đời sống văn hóa tinh thần đặc trưng của làng chài xưa vì thế vẫn là nét chạm sâu sắc trong tâm hồn của cư dân Đồng Hải, Hải Thành. Bên chân sóng là bến bờ của bình yên, dưới bãi cát, rừng dương là nước, là mạch nguồn của văn hóa, lịch sử đang tuôn chảy không ngừng. Khai mở mạch nguồn ấy, khuyến khích việc bảo tồn và phát huy cả giá trị truyền thống của ngư dân làng biển. Đó cũng chính là tôn vinh bản lĩnh, trí tuệ, nghị lực, lòng dũng cảm và những phẩm cách tốt đẹp khác của bao thế hệ ngư dân can trường bám biển, sống chết với biển quê hương. Văn hóa truyền thống của phường Hải Thành là một cái nét đẹp về tâm linh và đã in sâu trong tâm trí của mọi người dân Hải Thành từ xưa đến nay. Các thế hệ đi trước đã truyền lại và để lại những cái nét cơ bản trong cái tôn thờ về cái tín ngưỡng đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức của phường luôn luôn quan tâm động viên nhân dân tổ chức các lễ hội theo đúng các quy định của đảng, nhà nước các cấp để tiếp tục động viên nhân dân gắn bó với là phong trào sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho nhân dân có được cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, có phần cùng nhân dân, đảng, chính quyền xây dựng quê hương Hải Thành ngày càng văn minh, giàu đẹp và hỗ trợ cho công tác đánh bắt, khai thác, bảo vệ hải sản, đồng thời là tham gia bảo vệ biển đảo ngày càng được bình yên. Những mái đình nói riêng, những công trình kiến trúc cổ, những di tích lịch sử văn hóa hiện hữu trên những làn cát Quảng Bình nói chung là tài sản vô giá mà thế hệ hôm nay kế thừa và gìn giữ. Những điều hò, điều hát ru sâu lắng, nhặt khoan nhịp chèo cạn, lung linh điều múa bông dưới mái đình, bên bến thuyền, trên triền cát, lan tỏa từ biển Quảng Đông, Cảnh Dương, ngân nga trên những con sóng Hải Trạch, Nhân Trạch, âm vang trên những xóm làng của Bảo Ninh, Ngư Thủy. Người Đồng Hải, Hải Thành cũng đang chung tay cùng bà con ngư dân khắp nơi trong tỉnh, làm rực rỡ thêm vốn văn hóa truyền thống đáng tự hào của ngư dân miền biển Quảng Bình. Hải Thành quê tôi hướng về biển Đông tựa lưng bầu tro. Hải Thành quê tôi phúc hương đẹp tươi bốn mùa lộng gió. Bãi tắm nơi này một ngày bác đã dừng chân đánh Mỹ năm nào. Tên anh trương pháp lừng danh, mảnh đất quê hương tôi đã đi vào lịch sử. Người dân quê hương tôi qua bao ngày khói lửa bám biển ngày đêm, hiên ngang tay chèo tay súng đã viết nên khúc ca truyền thống anh hùng. Ánh nắng ngày mới lung linh trên biển Hải Thành, sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát. Những con tàu đĩnh đạc lướt sóng ra khơi xa. Trên mỗi con tàu ấy, đong đầy tình cảm của những vằn chài với gia đình, làng xóm, hừng hực khí thế xuất quân chinh phục và bảo vệ biển quê hương. Trân trọng những giá trị tinh thần, văn hóa thừa kế từ các bậc tiền nhân là để thắp lửa niềm tin cho những con tàu vươn ra biển lớn. Lên rồi đi tới chân trời phồn vinh đẹp.